Mời các bạn nghe chuyện đại quản gia là Ma Hoàng Cháp 516, 517, 618. Lông mày nhịn không được nhíu một cái, thác bạt thiết sơn nhìn lấy đoàn hỏa quang trên trời, lại thuận thế cúi đầu xuống. Nhìn về phía bọn độc cô phong, trong lòng bỗng dưng lóe lên một trận cảm giác không ổn, các ngươi đây là làm cái gì, chẳng lẽ còn có phục binh sao? Ha ha ha, chúng ta chỉ có chừng ấy binh lực có thể dùng, còn nơi nào đến phục binh? Vậy ngươi đây là, trong mắt lóe lên tinh quang, ánh mắt thác bạt thiết sơn chăm chú nhìn độc cô phong không thả khóe miệng bất giác xẹt qua một đường cong thần bí độc cô phong cùng tam hổ còn lại liếc nhau bốn người cùng nhau phát ra tiếng cười to đến ha 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 thác bạt thiết sơn ngươi trúng kế lần này ngươi thế nhưng là rốt cuộc chạy không nổi lông mày nhịn không được nhíu lại một cái thác bạt thiết sơn híp hai mắt khó hiểu nói ngươi đây là ý gì tha thứ lão phu khó có thể lý giải được hư 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 thác bạt thiết sơn thực ra ngươi nói không sai binh lực chúng ta thưa thớt căn bản không thể cùng ngươi tiến hành toàn diện khai chiến cơ hội thắng duy nhất chính là bắt giặc bắt vương trước bất quá trung quân đại trướng chính là trụ cột của toàn quân vô cùng trọng yếu nguyên soái làm thống soái một quân làm sao có thể xảy ra chuyện cho nên ngay từ đầu chắc nguyên soái nhà ta liền liệu định ngươi sẽ vứt bỏ trướng mà đi ẩn vào trong quân trận cười lạnh độc cô phong đắc ý nói chân mày hơi nhíu lại thác bạt thiết sơn thở sâu nghi hoặc lên tiếng. Đã như vậy, vì sao còn muốn đánh lén doanh trướng lão phu, làm ra hành động vô dụng như thế? Vì dẫn xà xuất động. Trong mắt lóe lên ánh sáng tự đắc, độc cô phong liên tục cười to, nguyên soái nhà ta nói, người ngồi ở vị trí cao đều đắc trí. Không phải rõ ràng đắc trí thì cũng là thầm đắc trí. Cho nên mặc kệ là chúng ta đột kích hai lộ nguyên soái quân doanh hay là tiểu ngũ đánh lén đại trướng trung quân, thực ra đều là mồi nhử. Chính là muốn để ngươi cảm thấy, tất cả kế sách của chúng ta đều bị ngươi phá giải, đi ra đắc chí một phen, ha ha ha. Gương mặt bất giác đỏ bừng, tháp bạt thiết sơn không khỏi vội ho một tiếng. Có thể đem toàn bộ quỷ kế của đối phương phá giải, đối với tướng soái tới nói, quả thật là chuyện đáng mừng, đi ra hướng đối thủ khoe khoang một phen, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ bị đối thủ nói thành là đắc chí, mặt mo hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Lão Phu cũng không phải người đắc chí, chỉ là ngẫu nhiên đắc ý một chút, cái này cũng không được sao? Bất giác vội ho một tiếng, Thác Bạt Thiết Sơn bình tĩnh tâm tình, tiếp tục hỏi, "Nhưng các ngươi làm như vậy thì có ý nghĩa gì, vì muốn nói móc lão phu một chút sao?" Dĩ nhiên không phải, chỉ là làm như vậy, vị trí của ngài mới hoàn toàn bại lộ a. À. Ánh mắt khẽ híp một cái, Độc Cô Phong không khỏi cười lạnh thành tiếng. Thân thể không khỏi lạnh run, Thác Bạt Thiết Sơn giật nảy cả mình, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mạnh. Sắt Phá Lang nghe được lời này, lại khinh thường bĩu môi, cười nhạo nói, coi như các ngươi biết vị trí nguyên soái thì lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn có thừa binh mã, có thể điều động? Dĩ nhiên không phải, ta đã nói, chúng ta đã không còn binh để điều. Cười nhẹ lắc đầu, nhưng trên mặt độc cô Phong lại tràn đầy vẻ tự tin. Có điều, tiểu ngũ nhà ta biết vị trí của ngươi, nhất định sẽ giết tới. Đến thời điểm, ngài liền đợi làm tù binh đi. Tiểu ngũ, hư hư hư, là ngươi các ngươi phái đi cướp chạy đi. Lông mày nhíu lại, sát phá lang khinh thường bĩu môi, suy cười ra tiếng. Có phải gờ trí nhớ của ngươi không tốt lắm hay không? Vừa mới nguyên soái đã nói qua, cha lập hãn ở nơi đó bố trí binh mai phục, hắn đã đi thì sẽ không thể trở về. Liền xem như hắn có thể phá vây thì sao? Hắn cách chúng ta nơi này có một đoạn lộ trình, chờ đến khi hắn đến đây, nguyên soái đã lần nữa chuyển gì? Huống hồ còn có chúng ta hộ vệ ở bên, ngươi cho là hắn có thể sờ được góc áo nguyên soái chúng ta sao? Thật sâu liếc hắn một cái, độc cô phong lại lộ ra nụ cười thần bí, sát phá lang, ta cá với ngươi. Tiểu ngũ rất nhanh sẽ tới, cha lạp hãn đã bị hắn toàn diệt, các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này sao có thể, chỉ là một đội nhân mã mà có chiến lực như vậy. Đó mới là gặp quỷ đây, hư hư hư, khinh thường bĩu môi, sát phá lang cười lạnh thành tiếng. Thế nhưng đúng vào lúc này, một tiếng kinh hô lại đột nhiên từ bên cạnh hắn truyền đến, tướng quân, ngươi mau nhìn, cái kia là cái gì? Rốt cục đến, khóe miệng nổi lên một nụ cười vui vẻ, độc cô phong cùng ba vị huynh đệ còn lại nhìn lẫn nhau, cùng nhau thở dài ra một hơi, nhìn lên chân trời. Mà mấy người sắt phá lang cũng cả kinh trong lòng, hướng về phương hướng bộ hạ chỉ nhìn qua, trong mắt không khỏi hung hăng co rụt lại, trong nháy mắt ngây người. Chỉ thấy trên không trung xa xôi, từ phương hướng đại trướng nguyên soái trung quân, có một đội quân đen nhịt đang bay qua, hướng thẳng về phía bọn họ. Ngay từ đầu bọn họ tưởng còn rằng đây là phi điểu, nhưng khi sắp đến phụ cận, bọn họ mới phát hiện đây nào phải là chim, căn bản chính là nhân loại mọc ra cánh. Mà bọn họ, từng cái đều sắc khí đằng đằng, khi thế mãnh liệt, ở phía trước dẫn đội, chính là Lạc Vân Hải không thể nghi ngờ. Cái này, đây là cái quái gì? Cho dù là thác bạt thiết sơn thấy, cũng không thấy giật mình ngay tại chỗ, ngơ ngác hỏi. Bất giác cười khẽ. Độc Cô Phong vui lòng chỉ giáo, đây là một chi tinh binh nguyên soái nhà ta mới luyện ra, 100.000 phi hổ quân, do ngũ đệ nhà ta tự mình xuất lĩnh. Cái gì? Bay. Phi hổ quân, còn thật có thể bay à? Miệng bất giác khô chát, thác bạt thiết sơn đã cả kinh tột đỉnh. Hắn chinh chiến xa trường cả đời, còn chưa bao giờ thấy qua một chi đội nào có thể phi thiên độ địa. Cho dù là lần trước độc cô chiến thiên mang theo toàn bộ quân đội bay đi, đó cũng là dưới tình thế cấp bách, xuất ra bí pháp, mượn long hồn chi lực đào tẩu đối với quân đội tổn thương rất lớn không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không sử dụng thế nhưng đội quân này người người mọc ra cánh lại là chân chính thiên thần binh biết bay à quân đội bình thường đại thể đều từ tu giả tụ khí cảnh tạo thành tinh binh thì là cao thủ đoán cốt cảnh có rất ít cao thủ thiên huyền thần chiếu pha tạp bên trong cho nên một khi bay trên trời liền tương đương thoát ly khỏi chiến đội thế nhưng là chi đội ngũ này không giống vậy nó có một nửa là cao thủ thần chiếu thiên huyền tạo thành còn lại là cao thủ đoán cốt cảnh người người thân phụ vũ dực bay trên trời theo chiến trận một trăm ngàn người có thể địch được trăm vạn đại quân thác bạt nguyên soái hiện tại vị trí của ngươi đã bại lộ lại muốn muốn đến trốn nơi nào độc cô lâm chậm rãi quét nhìn đám người khuyển nhung một chút cười khẽ một tiếng phá thiên lang giật mình nhị không được lên tiếng nói cái gì cao thủ thần chiếu thiên huyền chiếm một nửa đây chẳng phải là nói Nơi này có 50.000 cao thủ thần chiếu thiên huyền tạo thành sao. Bọn thác bạt thiết sơn cũng đã hoàn toàn sửng sốt, trong lòng rét lạnh. Nhất là thác bạt thiết sơn, hắn làm sao có thể ngờ được, chắc phàm sẽ xuất ra một chi quân đội quái vật tới đối phó hắn. Tuy hắn biết chắc phàm hành sự quỷ dị, nằm ngoài dự tính của người khác, nhưng điều này cũng vượt quá dự kiến, căn bản không phải là chuyện người bình thường có thể làm được à. Thác bạt thiết sơn hắn tuy chinh chiến xa trường mấy chục năm, đối thủ gặp phải cũng không đếm hết, có thể nói là gặp qua vô số loại người nhưng địch nhân giống chắc phàm hắn lại là lần đầu tiên đụng phải hơn nữa còn thầm thề trong lòng về sau cũng không muốn nhìn thấy nữa tên này căn bản không phải người thác bạt thiết sơn thúc thủ chịu trói đi đúng lúc này lạc vân hải mang theo phi hổ quân đã đi vào trước người bọn họ khi thế cường đại giống như bầu trời sụp đổ ép cho tất cả mọi người khí tức trì trệ phá thiên lang bất giác kinh hãi vội vàng mang theo người ở sau lưng tiến về phía trước ngăn cản bảo hộ nguyên soái chiến đội sắt phá lang theo ta ngăn hắn lại vâng đám người nộ hống cùng nhau xông lên thế nhưng lạc vân hải không hề sợ hãi lập tức hét lớn kết thành chiến đội lên chỉ một thoáng giống như thiên đao chém xuống một tiếng đùng thật lớn vang lên hai đội nhân mã đã hung hăng va và vào nhau à, cơ hồ không chút trì trệ phi hổ quân trong nháy mắt xuyên qua chiến đội sắt phá lang chỗ đi qua chân cụt tay đứt văng tung tóe trong chớp mắt liền thương vong mấy chục ngàn người. Sát phá lang càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây, bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Mà bọn Lạc Vân Hải vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, trùng phong về phía trước, không một ai bị tổn thương. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, chúng lang vệ trong lòng hoảng sợ. Sát phá lang là đội quân có chiến lực mạnh nhất trong bát lang vệ bọn họ, ngay cả hắn đều không phải là địch của người ta, bọn hồ sao có thể là đối thủ thế nhưng nhìn nguyên soái ở sau lưng một chút bọn họ biết nếu họ không sông lên ai sẽ đến bảo hộ an nguy cho nguyên soái kết quả là xã thiên lang phong hống lang cùng huyết ảnh lang tam đại lang vệ cùng nhau dẫn binh sông lên bốn nhánh chiến đội hợp lực thế như bài sơn đảo hải phóng về phía phi hổ quân cho dù là lạc vân hải đang ở trong vòng thủ hộ nguyên lực chiến trận cũng cảm thấy gương mặt một trận đau nhức án ánh mắt khẽ híp một cái lạc vân hải biết rằng đối mặt với sự liên thủ của ba lang vệ không nên cứng đối cứng liền quyết định thật nhanh vung tay lên toàn bộ phi hổ quân nhất thời bay tàn ra ba Lăng vệ trùng kích nhất thời đánh vào hư không Ủ, thế mà rất nhanh lại là hét lớn lạc vân hải bay đến sau lưng đại quân ba lang vệ trong nháy mắt đem phi hổ quân tụ tại một chỗ từ phía sau tấn công bọn họ lần này đã đem ba lang vệ dọa cho sợ mất mật phải biết chiến đội bọn họ thế nhưng là trùng phong trên mặt đất nhiều lắm là nhảy lên một chút mà thôi cho nên một khi chiến trận hình thành, rất khó biến trận, cần có thời gian để chuẩn bị. Thế nhưng phi hổ quân của Lạc Vân Hải lại là 360 độ không góc chết tập kết, có thể tán có thể tụ, thay đổi trong nháy mắt. Cứ như vậy, Lạc Vân Hải đột nhiên từ phía sau đánh lén, bọn họ liền nhất thời hoảng lên. Á! À, lại là như điện chớp xẹt qua, phi hổ quân nhất thời đem chiến đội ba nhà chém giết hơn 10 vạn nhân mã, xông phá chiến trận bọn họ. Tam đại lang vệ ào ào thổ huyết bay ngược về sau, đã không có sức tái chiến đến sau cùng phi hổ quân chậm rãi rơi xuống trước mặt tháp bạt thiết sơn nhìn lấy khuôn mặt không cam lòng kia lạc vân hải không khỏi cười khẽ một tiếng giơ trường kiếm lên để tại cổ họng hắn thản nhiên nói tháp bạt nguyên soái ngươi thua hạ lệnh đầu hàng đi hít một hơi thật sâu tháp bạt thiết sơn lại bất đắc dĩ thở dài lắc đầu chậm rãi nâng tay phải lên hét lớn toàn quân nghe lệnh lập tức ngưng chiến quân khuyển nhung bại. lúc thác bạt thiết sơn nói ra lời này Cuống họng dị thường không lưu loát, đợi đến khi nói xong, phảng phất như đã dùng hết lực khí toàn thân, vô lực co quắp ngã xuống. Hắn cả đời tác chiến, chưa bao giờ thua trận, đây là lần thứ nhất hắn bại, mà lại còn bại thê thảm như thế. Thác Bạt Liên Nhi vội vàng đi đến bên cạnh hắn, đem hắn đỡ dậy, hai mắt rơi lệ. Thác Bạt Lưu Phong ở trong xoáy trướng hai lộ đại quân, xa xa nhìn thấy hết thảy, song quyền nhịn không được mà siết chặt lại, sau cùng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ co quắp ngồi xuống. Nghĩ không ra, lúc trước hết thảy đều thuận lợi Trong tích tắc quân đoàn quái vật này xuất hiện Lại bị bẻ gãy nghiền nát, triệt để bại Người người thường nói chắc phàm thiện ra kỳ mưu Nhưng thế này đâu phải là kỳ mưu Rõ ràng là gian lận A, ha 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 Thác bạt lưu phong liên tục cười khổ Trong lòng thầm than Bên ngoài phong lâm thành Đại quân khuyển nhung chém giết một triệu quân Được lâm thời triệu tập của lạc gia như giết chó Hiện tại đã không còn thừa được bao nhiêu Tuy những người được hiệu triệu trưng thu này đều là người có tu vi không tệ trong thiên vũ, nhưng trên chiến trường, từng cái căn bản không phát huy ra được thực lực, thường thường từng người tự chiến, bị quân sĩ khuyển nhung hợp lại đánh giết trong chớp mắt. Có thể nói những người này mặc kệ là đoán cốt cảnh hay là tụ khí cảnh, trên chiến trường này đều bị gọi là tên lính mới. Chắc Phàm cũng không ôm hy vọng gì với bọn họ, chỉ để bọn họ làm bia đỡ đạn, ngăn trở gót sát quân khuyển nhung, không để họ phá lâm thành liền tốt. Còn mấu chốt thắng bại, đều đặt trên độc cô quân của thiên vũ tứ hổ cùng phi hổ quân của lạc vân hải nhưng bây giờ cho dù là những thứ pháo hôi này cũng đã sắp bị giết sạch đại môn của phong lâm thành mắt thấy sắp bị đại quân khuyển nhung xông phá mấy vị gia chủ ở trên lầu cửa thành nhìn thấy thì lo lắng thỉnh thoảng nhìn qua phương hướng chắc phàm bay đi trong lòng thầm chờ đợi chắc quản gia làm sao vẫn chưa trở lại mắt thấy nơi này sắp thủ không được nữa rồi thế mà đúng lúc này đại nguyên soái khuyển nhung tuyên bố mệnh lệnh đầu hàng truyền khắp mọi ngõ ngách chiến trường khàn cả giọng những người còn đang chiến đấu nhất thời liền ngây người nhất là các tướng sĩ khuyển nhung kia nhân số bọn họ còn có hơn 2 triệu chính là đại ưu thế a chỉ trong chốc lát bọn họ liền có thể phá thành thắng lợi thế nhưng đúng lúc này nguyên soái lại tuyên bố đầu hàng cái này khiến không ít người không thể tin được đây là thật bỗng dưng ngốc tại chỗ mà những binh lính pháo hôi của lạc gia đang lâm thời xoắn suýt thì kích động vạn phần, cuối cùng cũng nhặt về một đầu nhỏ mệnh tiếp theo liền lập công được thưởng ôm vào bắt đùi ngự hạ gia tộc đi vào bước ngoặt nhân sinh ai nha má ơi thật sự là quá khó khăn kết quả là từng đạo từng đạo tiếng khóc lóc vang vọng trên khắp ngõ ngách chiến trường quân sĩ khuyển nhung thì khóc vì thất bại không còn mặt mũi hồi hương những binh lính pháo hôi kia thì vui đến phát khóc vì giành được cuộc sống mới nhóm gia chủ tiềm long các cùng hoa vũ lâu thì thở dài ra một hơi vui vẻ ra mặt trận đại chiến này rốt cục cũng thắng lợi. Hơn nữa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ quả thực không thể tin được bằng một đám tàn binh bại tướng không chính quy này. Bọn họ vậy mà thật sự đã chiến thắng mấy triệu tinh binh của chiến thần Thác Bạt Thiết Sơn Khuyển Nhung, nổi danh cùng chiến thần Độc Cô Chiến Thiên A. Đây quả thực là giống như đang nằm mơ, chắc quản gia thật sự là kỳ nhân, quả nhiên là có thể sáng tạo kỳ tích A. Tam Thánh Thiên Địa Nhân nghe âm thanh bi thiết, hoan hỉ phía dưới, thì không khỏi cho mày, bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, dạng lão xoái như thác bạt thiết sơn, vậy mà lại bại. Thua ở trong tay một cái tân xoái như chắc phàm, liên chiến chàng đều chưa từng trải qua ha. Nhân thánh, làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta không có cách nào xử lý tốt tên tiểu quái vật này. Trong tay đánh ra ấn quyết, thiên thánh cho mày, nhìn xem cổ tam thông vẫn đang không ngừng điên cuồng rãy ruộng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Vẻ mặt quỷ vương cũng ngưng trọng, trong lòng trần chờ không chừng, người bình thường ở trong ết giới của ba người chúng ta, cho dù mạnh hơn, hiện tại cũng nên ở tình trạng kiệt sức, thoát lực mà chết. Thế nhưng vật nhỏ này lại còn có đại khí lực như vậy, quả thực không phải là người. Nói nhảm, ngươi cũng không mở mắt chó ngươi ra mà xem cho rõ, hắn đã là bộ dáng này, có thể tính toán là người sao. Địa thánh giận mắng một tiếng, hung tượng trừng quỷ vương một chút. Trong lòng bất giác có chút nộ khí, quỷ vương trầm ngâm một chút, đề nghị, nếu không, chúng ta trước cứ quên đi, chờ sau này có cơ hội lại tìm vật nhỏ này tính sổ sách nếu không bây giờ chúng ta kết ấn không phân thân nổi một khi người lạc gia bên kia đã chống tay sẽ đến đánh lén chúng ta chúng ta liền ở thế bị động a à. ai không biết lão gia hỏa phương thu bạch kia chạy đi đâu đại chiến lâu như vậy vẫn không thấy hắn hiện thân nếu không phải vậy hiện tại hắn cũng có thể hộ vệ cho chúng ta một chút nghe được lời này thiên địa nhị thánh liếc nhìn nhau cũng cảm thấy có lý liền ào ào gật đầu Vậy thì tốt, trước mắt chúng ta rút đi kết giới, rời khỏi nơi này, chờ sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó tiểu quái vật này. Thiên Thánh liếc nhìn hai người một chút, đề nghị. Hai người ào ào gật đầu đáp ứng, thế nhưng đúng vào lúc này, cổ Tam Thông không biết lấy khí lực từ đâu. Lại càng dãy dụ kịch liệt hơn, giận mắng, ba tên khốn kiếp hỗn trướng các ngươi, đừng để tiểu gia thoát ra. Nếu không, nhất định sẽ dùng chân dẫm chết đám các ngươi. Trong lòng bất giác run lên, ba người không khỏi cùng nhau cả kinh thất sắc, địa thánh càng là một mặt lo lắng nói không thể rút đi trận thức nếu không kết giới vừa rút tiểu quái vật này một đường đuổi giết chúng ta chúng ta phải làm như thế nào cho phải thế mà hắn vừa dứt lời cỗ ánh sáng màu vàng trên dòng khí lưu đen trắng đang trói vào cổ tam thông liền bỗng dưng biến mất không thấy đâu nữa uy lực của kết giới nhất thời yếu đi không ít cổ tam thông một lần phát lực nhất thời ba 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 những xiềng xích đen trắng kia từng cái từng cái sụp đổ khó có thể tiếp tục trói buộc kỳ lân thú Thiên địa nhị thánh thấy thế thì bất giác kinh hãi, ánh sáng màu vàng sao chỉ thoáng cái đã biến mất như thế. Chờ đến khi hai người mang theo nghi hoặc nhìn về phía quỷ vương bên kia, đã thấy chỗ đó không còn một bóng người, tiểu tử này đã sớm con mẹ nó chạy. Nhân thánh, ngươi làm gì? Thiên địa nhị thánh nhìn về phía bóng lưng đang chạy trốn của quỷ vương, cùng nhau giận kêu. Quay đầu liếc nhìn bọn họ một chút, quỷ vương nhếch miệng cười nói. Nếu rút đi trận thức này, ba người chúng ta tất nhiên sẽ bị tiểu quái vật kia một chân giết chết, ai cũng không sống được. Không bằng các ngươi ở chỗ này ngăn cản một trận, lão phu đi trước một bước. Mẹ ngươi, cái đồ hỗn trướng, dám bán chúng ta. Thiên địa nhị thánh bất giác cắn môi, cùng nhau mắng to lên tiếng. Quỷ vương nghe thế, không những không giận mà còn lấy làm mừng, nhếch miệng cười to nói, ha ha ha, mỗi người bán một lần, rất công bình. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bôn tẩu, chỉ để lại thiên địa nhị thánh ở chỗ này, khổ bức kéo dài trận pháp rút lui cũng không được, không rút lui cũng không được. Nếu rút lui, cổ Tam Thông lập tức lấy được tự do, đây còn không phải là chỉ cần vài phút sẽ giải quyết được bọn họ sao. Chỉ cần nhìn vào dáng vóc của hắn là biết. Thế nhưng nếu bọn họ không rút lui, mắt thấy từng đạo xiềng xích đen trắng đang sụp đổ, cổ Tam Thông giành lấy tự do cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, coi như cổ Tam Thông không có cách nào một hơi thoát ra, chờ đến khi người lạc ra tới giúp đỡ, bọn họ cũng không có cách nào ứng phó quái vật này sớm muộn cũng sẽ thoát thân, bọn họ sớm muộn vẫn cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên nói, triệt tiêu trận pháp âm dương này, bọn họ lập tức chết ngay, không rút lui thì chậm rãi chờ chết. Trong lòng một trận dày vò, dù sao hai bên đều phải chết, lại để trên mặt bọn họ đều là khổ bức chi sắc, không cách nào giải quyết. Bọn họ, đến tột cùng là nên làm thế nào cho phải a? À? Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng cười khẽ lại phát ra từ sau lưng bọn họ, ta nói hai vị ta nhớ được các ngươi trước kia đi theo chân gia cát thừa tướng nguyên lai là người của hoàng đế a à. tâm cơ của bệ hạ thật là đủ sâu khó trách gia cát trường phong lại bại thê thảm như vậy bất giác sợ hãi cả kinh hai người cùng nhau quay người lại là nhất thời sợ đến trắng bệch cả mặt cả kinh kêu lên chắc 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 phàm ngươi ngươi không bị những cao thủ hóa hư kia giải quyết sao không có a à, ngược lại là bọn họ đều bị ta giải quyết hết Khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị chắc phàm từ chối cho ý kiến cười cười nhưng khi nụ cười này lọt vào trong mắt hai người bọn họ lại âm u khủng bố như thế ba vị kia thế nhưng là cao thủ hóa hư a à, thế mà cũng bị tiểu tử này giải quyết hắn đến tuyệt cùng là đã làm như thế nào cổ tam thông một bên dãy dụa thân thể to lớn một bên hét lớn lão cha ngươi đến vừa đúng lúc mau đưa hai lão già khốn kiếp này cho ta giết bọn họ chói ta thật là đau hướng về cổ tam thông phất phất tay cho hắn một cái thủ thế rằng hãy yên tâm chắc phàm nhìn về phía thiên địa nhị thánh cười lạnh nói, hai vị đã cao tuổi rồi, khi dễ nhi tử ta đúng không, cho rằng nhà bên không có đại nhân đúng không, cảm thấy chắc phàm ta nhân tử nương tay đúng không. Chắc phàm một câu một câu chất vấn, thiên địa nhị thánh sắp khóc tới nơi. Hai cha con các ngươi, cái nào dễ khi dễ, là các ngươi khi dễ chúng ta mới đúng. Còn có, ngày nào có nhân tử nương tay qua, chớ có thiếp vàng lên mặt mình. Bất quá, hai người thấy chắc phàm đã đến, bọn họ lại không làm gì được cổ tam thông, biết đại sự đã bại, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, xem như triệt để tuyệt vọng. Liếc nhìn nhau, hai người tựa hồ ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời thu hồi tay. Mà cổ tam thông cũng nhất thời được giải phóng, không khỏi liên tục cười to, nhìn về phía hai người dưới thân, nhất thời chừng mắt một cái, nhấc chân liền dẫm, hét lên phẫn nộ, dám buộc cổ ra ra, muốn chết. Thế nhưng, hai người lại không có một tia phản kháng, thở dài một hơi, sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ buông bỏ mọi thứ, một lòng tìm chết chờ một chút. Thế mà, tại thời khắc cổ tam thông sắp đạp xuống, chắc phàm lại đột nhiên mở miệng. Kít một tiếng, lúc này cổ tam thông dừng lại gót sắt, không khỏi sững sờ, nhìn về phía chắc phàm nói, thế nào, lão cha. Tiểu tam tử, bọn họ tra tấn ngươi thời gian dài như vậy, không thể tiện nghi bọn họ như thế. Bắt bọn họ lại, cho bọn họ ăn huyết tầm, lão cha xuất khí cho ngươi. Trong mắt lóe lên tinh quang, chắc phàm nhìn hai người thật sâu, cười nhạt nói ánh mắt cổ tam thông sáng lên lập tức gật đầu ý kiến hay tiếp lấy liền khôi phục hình người tại thời khắc hai người còn chưa kịp phản ứng hai tay bắt cổ bọn họ dùng lực bóp lúc này hai người lên tiếng kinh hô há miệng chắc phàm thừa cơ đưa tay bắn ra đem hai cái huyết tầm bắn vào trong miệng bọn họ ngươi vừa mới cho chúng ta ăn thứ gì thiên thánh giật mình vội vàng hỏi mỉm cười một tiếng chắc phàm từ chối cho ý kiến đồ tốt vừa dứt lời Chắc phàm ngột một đánh quyết, hai người lập tức cảm thấy cái bụng quay cuồng đau đớn, hai mắt sưng đỏ muốn nứt, nhịn không được ngã trên mặt đất, liên tục kinh hô, kêu gào. Cổ Tam Thông thấy thế thì vỗ tay tán thưởng, cảm giác cỗ oán khí trong lòng cuối cùng cũng được phát tiết. Chắc phàm nhìn cổ Tam Thông hài lòng, liền cũng gật đầu cười cười, tiếp lấy sai người đem thiên địa nhị thánh ân xuống, sau đó dẫn người nở mày nở mặt khải hoàn trở về. Tin trận đại thắng này rất nhanh liền truyền đến các ngõ ngách trong thiên vũ, danh tiếng Chắc Phàm cùng Lạc Gia cũng nhất thời vang dội. Lạc Gia đã nghiêm chỉnh trở thành đại cứu tinh, tuyệt thế công thần cứu vãn thiên vũ. Đem ngoại địch khu trục, cùng khai quốc công thần cũng không có gì khác biệt. Huống hồ, Chắc Phàm ngay từ đầu đã đánh lấy tên tuổi Cần Vương cứu giá, một bộ hình tượng trung quân ái quốc quang huy, nghiêm chỉnh hiện ra rạng rỡ trong lòng tất cả mọi người tại thiên vũ. Thế nhưng bọn họ lại làm sao biết, đại quân khuyển nhung xâm chiếm thiên vũ mới là cùng một dục với hoàng đế mà hộ quốc công thần chắc phàm lại muốn đem vị hoàng đế này đuổi khỏi Long ỉ. Tại một phương diện khác, quỷ vương đang liều mạng tiến về hoàng thành, muốn đem tình thế nguy hiểm bây giờ bẩm báo cho hoàng đế. Thế nhưng bỗng nhiên, một tiếng thú hống phát ra, một đầu cự long đen nhánh lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn thậm chí còn đến không kịp phát ra một tiếng kêu rên, cự long kia liền há miệng ra đem hắn nuốt trọn, khi tức trong nháy mắt biến mất. Tiếp lấy đầu hắc long kia xoay người một cái, trở về bên người lệ kinh thiên, ẩn vào trong cơ thể hắn. Đây chính là thần hồn ngưng tụ tại hóa hư cảnh, quả nhiên lợi hại. Cừ Viêm Hải ở một bên nhìn thấy thì liên tục tán thưởng, hâm mộ nói: "Trước kia quỷ vương để cho chúng ta ăn không ít đau khổ, nghĩ không ra hiện tại lão lệ ngươi vậy mà một chiêu liền đem hắn miểu sát, ai, đây chính là chênh lệch tu vi Cười lạnh, Lệ Kinh Thiên cũng khẽ gật đầu, cứ như vậy, nhiệm vụ chắc quản gia giao cho chúng ta, xem như triệt để hoàn thành. Đến đây hết thảy cũng đều kết thúc tiếp đó liền nên đi tìm lão nhi hoàng đế kia tính toán tổng nợ đế đô trong hoàng thành từng bầy cận thị bận rộn răng đèn kết hoa tựa hồ có chuyện đại sự nào đó phát sinh nhưng lại cũng không tính là lớn bởi vì động tĩnh này chỉ giới hạn bên trong hoàng thành ra khỏi tường thành liền trở nên vắng ngắt một mảnh an bình vào đêm trăng treo trên cao trong hoàng thành đèn đuốc sáng trưng trên đại sảnh đãi khách sáng trưng chỉ có bốn nhân ảnh ngồi đấy bên trong vị trí chủ tọa tự nhiên là hoàng đế đương triều không thể nghi ngờ mà vị trí bên tay phải của hắn chỉnh là thái tử bồi ngồi ban tử ngồi ở bên tay trái hắn sau đó là vĩnh ninh công chúa như thế chỉ có người của hai đời vũ văn gia tộc gia đình tụ tập ở đây bên cạnh có cận thị phục thị không còn người nào nữa ngẩng đầu liếc nhìn ba đứa con của mình một chút hoàng đế tuổi đã cao trên mặt hiếm khi lộ ra ấm áp chi sắc cười khẽ một tiếng hôm nay là ngày mừng thọ của trẫm so với lần đại thọ trước tuy nói quạnh quẽ hơn không ít, nhưng cũng vui vẻ thanh tĩnh. Chúng ta người một nhà, cũng đã rất lâu không có tụ hợp hảo hảo một lần. Phụ hoàng trăm công nghìn việc, vì chuyện quốc gia mà vất vả, hiếm khi nhàn hạ. Hôm nay có thể cùng nhóm nhi thần chung vui, nói chuyện vớ vẩn thường ngày, thật sự là may mắn của nhi thần. Thái tử chậm rãi đứng lên, cúi người hành lễ, bái hạ nói. Ban tử cũng vội vàng làm theo, xa xa bái hạ. Chỉ có vĩnh ninh, tựa hồ trong lòng còn có nộ khí, nhẹ hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới hắn. Bất giác mỉm cười lắc đầu, hoàng đế nhìn về phía thái tử nói, "Thái tử, chẳng biết rõ ngươi gò bó theo khuôn phép, nhưng bây giờ chỉ có người một nhà chúng ta ở đây, những bảo thủ chi lễ kia, có thể miễn thì miễn đi." "Vâng, hài nhi cần tuân ý chỉ phụ hoàng." Thái tử lần nữa cúi đầu, vẫn như cũ có bài bản hẳn hoi, bàn tử trông mèo vẽ hổ, cùng bái hạ. Hoàng đế thấy thế thì bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, đây là quyền uy của hoàng đế, nhưng cũng là bi ai của hoàng đế. Cho dù là chính thân tử của mình, khi đối mặt với mình, vẫn như cũ nơm nớp lo sợ, không dám mảy may vượt qua lôi chỉ một bước. So sánh với nhau, nha đầu Vĩnh Ninh thẳng thắn hơn nhiều, cũng chỉ khi hoàng đế ở trước mặt nàng, mới có thể cảm thấy mình là một vị phụ thân, có quyền lực để hài tử hướng mình nũng nịu. Bởi vậy, hoàng đế mới cưng chiều cái nha đầu này như thế, xem nàng như minh châu, cho dù cái nha đầu này bị hắn làm hư thường thường chống đối tại hắn, cũng không quan trọng. Khóe miệng xẹt qua một đường cong vui mừng, hoàng đế nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa, cười nói, Vĩnh Ninh, ngươi còn tức giận phụ hoàng à, cái này cũng sắp được nửa năm a, à, vẫn không nguôi giận sao. Hừ, phụ hoàng ngươi dẫn ngoại binh nhập cảnh, giết hại bách tính thiên vũ, có hại cho khí tiết, chẳng lẽ còn không thấy sai sao. Vĩnh Ninh chu mỏ ra, tức giận hừ hừ lên tiếng. Hoàng đế nhìn lấy nha đầu này thật sâu, lại không hề sinh khí, chỉ đạm mạc lên tiếng vĩnh ninh chấm không muốn ngươi nhiễm phải ô uế trong thế gian cho nên có một số việc cũng không muốn giải thích thêm bất quá chấm chỉ muốn để ngươi minh bạch chấm làm như thế đều là vì các ngươi vì tương lai toàn bộ vũ văn gia tộc cụ khụ khụ hoàng đế không ngừng ho khan vài tiếng vĩnh ninh trong lòng quính lên quay đầu trộm nhìn một chút nhưng vẫn khẽ cắn môi chịu đựng chưa chịu tha thứ cho phụ hoàng của mình tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng hoàng đế minh bạch tâm lý nha đầu này vẫn là quan tâm mình nhất, liền lộ ra nụ cười vui mừng. Tiếp theo, quay lại nhìn về đình viện rỗng tuếch ở phía trước, tựa như có thâm ý mà nói, Thái tử, Thông Nhi, còn nhớ rõ lần đại thọ khi trước của trẫm bên ngoài đầy chiều văn võ chiều bái, náo nhiệt bực nào, vì sao hôm nay lại vắng như thế? Hai người sững sờ, đều không lên tiếng, cái này không phải quá rõ ràng sao. Đoạn thời gian này, các đại thế lực thay nhau đại chiến, lần lượt vẫn diệt, đâu còn nhiều người như vậy. Bất quá, nếu hoàng đế đã đưa ra vấn đề này thì nhất định có thầm ý khác phụ hoàng đây là bởi vì chúng ta bây giờ đều là tù binh của khuyển nhung a Khóe miệng sệt qua một nụ cười tự tin thái tử khom người bẩm báo nói nếu lúc này chúng ta xếp đặt tiệc mừng thọ thiết yến quần thần chẳng phải là nói cho thiên hạ biết chúng ta cùng khuyển nhung là một đám sao bây giờ người một nhà chúng ta chỉ bày một bữa tiệc mừng nhỏ mặc dù có chút ủy khuất phụ hoàng nhưng cũng là do phụ hoàng lấy đại cục làm trọng suy nghĩ chú đáo Nghe được lời này, hoàng đế hơi trầm ngâm, cười gật gật đầu, thái tử, tâm tư ngươi kín đáo, làm việc chu đáo, chậm rất là yên tâm, yên tâm à. Lông mày khẽ động một chút, thái tử bất giác run trong lòng, trái tim chìm xuống phía dưới. Hoàng đế nói lời ấy tuy có vẻ là khích lệ, nhưng cùng thầm phúng không thể nghi ngờ. Tâm tư kín đáo, cùng thành lòng dạ thâm sâu có gì khác biệt. Làm việc yên tâm, ha ha, chỉ có nô tài mới làm việc yên tâm, chủ tử đều là phát ra mệnh lệnh, phụ hoàng lời ấy rõ ràng là nghĩ tới đây thái tử bất giác hung hăng cắn môi trong mắt lóe lên một đạo hàn mang liền biến mất thông nhi ngươi cảm thấy thế nào hoàng đế quay lại vừa nhìn về phía bàn tử mở miệng hỏi bàn tử trầm ngâm một chút sắc mặt nghiêm túc ôm quyền nói khởi bẩm phụ hoàng nhi thần cho rằng bây giờ bên ngoài thanh lãnh chính là vì vài ngày trước phụ hoàng đem một đám phản nghịch thanh trừ nếu muốn khôi phục sinh cơ lại hiện ra phồn hoa tất yếu phải thu nạp thiên hạ đề bạt nhân tài bổ sung chỗ trống phúc phận thương sinh mới có thể lại hiện ra hương thịnh khi xưa ánh mắt bất giác sáng lên hoàng đế hài lòng gật đầu cười nói thông nghi ánh mắt ngươi không tệ rất tốt rất tốt ha 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 hoàng đế cười khẽ một tiếng lại chậm rãi đi trở về chỗ mình ngồi